Rồi, xin chào các anh em cần thủ. Thì xin giới thiệu với mấy anh em cần thủ, đây là một cái lưỡi câu cá lóc anh em, cá lóc có quả hay là có chuối đó. Chuối thì cái mẫu này chắc anh em thì biết là cái này chứ gì. Thì cái mẫu này thì là cái mẫu nhấp vịt, chiên về để cho câu nhấp vịt anh em, nó chiên về nhấp vịt nghe anh em. Đó, thì mẫu câu này là câu nhấp vịt ha. Câu lua cũng được, câu lóc cũng được, nhưng mà nói chung là nó cũng là một, nhưng mà nó là chiên để nhấp vịt cho anh em, bá cháy luôn, rất là nhạy luôn nha. Thì lưỡi trên tay mình đang cầm là lưỡi 2 ly 4 anh em, dài 5 phân rưỡi. 2 ly 4 dài 5 phân rưỡi nha. Hàng này thì bao chơi bao sảy anh em luôn nghe anh em. Anh em biết cá nhấp vịt nó nha, nó tấp đứng chứ không phải nó tấp nằm nghe anh em. Đó, cái lưỡi mình đứng chứ không phải lưỡi nằm. Nên thành ra tùy theo cái lưỡi để nhấp ha. Do mình quay ban đêm nó hơi mờ nghe anh em thông cảm nghe anh em. Đó, rồi. Anh em thông cảm đi xem ha, bằng thép là son nghe anh em, bao chơi bao quát nghe anh em luôn. Thì cái lưỡi này đang lưỡi đứt ghép nghe anh em, đứt ghép đây, đứt ghép. Ghép nhưng mà anh em thấy không? Dễ vậy thấy ghép đứt ghép đây anh thấy không? Thấy chưa? Đó, ghép có ngàm đàng hoàng nhưng mà không bao giờ thấy, mình làm rất là kỹ ha. Đó. Thì một cái lưỡi này vậy là 100.000 anh em, chưa bao gồm tiền ship. Thì phí ship là 26.000 một lần chuyển ship, anh em cứ xem thì ấy cứ alo ha. Rồi số điện thoại mình sẽ để với tiêu đề clip, hoặc là anh em có thể liên hệ với số Zalo số đó luôn nha anh em. Số điện thoại là 0913 260614 nha anh em. Đó, mình sẽ giao hàng toàn quốc, giao hàng tận nơi cho nhà anh em luôn nha. Chỗ nào mà dịch tới thì giao được anh em, còn chỗ nào ví dụ như mà nó không có bị dịch thì nó cho chuyển hàng thì được thì giao bình thường nha. Còn anh em xem nhớ đăng ký kênh ủng hộ nghe anh em. Thì anh em nhớ đăng ký kênh, mình có rất là nhiều mẫu khác nhau, anh em có thể liên hệ anh em xem những clip khác để mình xem cái mẫu nghe anh em, hoặc là nhắn tin qua Zalo số đó để mình xem mẫu. Thì giá mình cũng nói giá 100.000 lưỡi nghe anh em đó, lưỡi tốt lưỡi xịn. Rồi xin chào mấy anh em nha.